Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 26 tháng 7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, dâng hương dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và di tích thành cổ Quảng Trị. Đồng chí Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, động viên các gia đình chính sách vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu để con cháu học tập noi theo. Đồng chí lưu ý các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và người dân đặc biệt quan tâm đến gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ, người có công với nước, thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh xương máu, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa và 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và di tích thành cổ Quảng Trị.